Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm Canh Tý và hôm nay là ngày Mậu Dần tháng Quý Mùi năm Canh Tý nhé. Hôm nay là ngày hoàng đạo và giờ hoàng đạo trong ngày giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Về ngũ hành niên mệnh, thành đầu thổ, ngày Mậu Dần, tức chi khắc can, nghĩa là mộc khắc với thổ, và hôm nay là ngày hung, không được tốt cho lắm nhé. Về nạp âm, thành đầu thổ, kỷ tuổi, nhâm thân, giáp thân, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất, thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hải tỵ, phá Hợi và tuyệt dậu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Canh Thân, giáp thân, tuổi xung trong tháng, tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Về sao tốt xấu trong ngày có sao tốt, sao thiên tài, tốt cho việc cầu tài, cầu lộc, khai trương, sao ngũ phú, tốt cho mọi việc, sao điệu, tốt, nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao mậu thương, tốt về cầu tài, cầu lộc, khai trương, mở kho, sao thiên thủy, tốt về mọi việc. Về sao xấu, trong ngày có sao trùng phục, kỵ, giá thú, an táng, sao tội chỉ, xấu về tế tự, tố tụng, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao ly sàng, kỵ về cưới hỏi các bạn nhé. Về ngày kỵ, ngày 3 tháng 8 năm 2020, theo âm lịch là ngày 14 tháng 6 năm Canh Tý và hôm nay là ngày Nguyệt kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được nửa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng bắc. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy rằng là bạn tuổi Tý có được cái sự kiên trì, nỗ lực. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Tý có được thành quả, mang lại cái tin vui trong sự nghiệp cho bạn nhé. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được chính ấn xuất hiện, công danh, sự nghiệp của bạn mệnh cũng được thuận lợi. Tuy nhiên, có một chút cái thành công với bạn cũng không đáng gì để bạn tính đến. Và bạn tuổi Tý, bạn còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, chứ đừng có vội kiêu căng bạn nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Tý có được tín hiệu vui trong cái chuyện tình cảm. Có một số người còn độc thân, được người thân giới thiệu cho đối tượng khá chi là phù hợp với bạn. Nhiều cặp đôi trong cái lúc này cũng đã rục rịch cái chuyện cưới xin, lên kế hoạch kỹ càng cho cái ngày trọng đại trong tương lai rồi. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn
khởi công trăm việc thì cũng cần phải cẩn trọng nhé. Tốt nhất là xây dựng nhà cửa, cưới gả, chôn cất, chỗ cửa, tháo nước, những cái việc quan trọng trong ngày này không nên tính tới bạn nhé. Đối với tử vi tuổi Giáp Tý thuộc hành kim, không nên quyết định vội vàng mọi chuyện. Đối với tử vi tuổi Bính Tý thuộc hành thủy, bạn nên tôn trọng ý kiến của người lớn. Đối với tử vi tuổi Mậu Tý, bạn thuộc hành hỏa, bạn tránh nói cái lời tổn thương người khác. Đối với tử vi tuổi Canh Tý, bạn thuộc hành thổ, bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Và đối với tử vi tuổi Nhâm Tý, bạn thuộc hành mộc, bạn đừng có trông mong cái điều gì không thể nhé. Về đánh giá chung, sự nghiệp của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này là số 4, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy rằng trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn đang đón tin vui về tiền bạc và rất có thể trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn đang có được chính tài nâng đỡ cho bạn, cho nên bạn có vận may về tài chính đó. Ngày này với bạn tuổi Sửu, khi tài lộc với bạn đang còn nhiều thì bạn hãy tập trung vào làm những cái công việc làm ăn kinh doanh của mình, chớ nên phân tâm về những việc không đáng khác nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn cũng đang gặp ngày mộc thổ xung khắc. Cái điều này dự báo cho cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang có cái sự bất hòa giữa các thành viên trong gia đình nhé. Và bạn tuổi Sửu để cải thiện được cái tâm trạng của bạn, bạn có thể chạy bộ tới nơi nào đó gần nhà để hít thở cái không khí trong lành, bạn sẽ có thể nghĩ thoáng hơn về mọi chuyện đó. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, ngày này là ngày Mậu Dần thuộc thổ, và bạn tuổi Sửu bạn cần phải lưu ý không nên trị bệnh ở đầu, do đó bạn mệnh tránh cái sự tác động lên cái vị trí này trong ngày hôm nay để tránh cái sự hậu họa cho mình bạn nhé. Và tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, có người tin tưởng ở bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, bạn thuộc hành thủy, bạn tránh nhận định một cách chủ quan nhé. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, bạn thuộc hành hỏa, có người mang lại tin vui cho bạn. Về tử vi tuổi Tân Sửu, bạn thuộc hành thổ, bạn đang có cái điềm báo bất đồng trong cái quan điểm với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Sửu, bạn thuộc hành mộc, bạn tránh phủ nhận ý kiến của người khác đó. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm của bạn không được tốt cho lắm 3 sao nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này là số 5, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tốt, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ hai, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, ngày này bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất. Cho nên cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, nhân duyên của bạn có được như ý muốn nhé. Tuy nhiên, với những bạn còn độc thân, bạn nên thận trọng khi gặp gỡ người mới mà bạn chỉ vừa quen biết qua mạng xã hội đó. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, ngày này bạn đừng gây sức ép hoặc gây ảnh hưởng một cách tiêu cực tới mọi người xung quanh bằng cái thái độ nóng nảy, bực dọc do
trong ngày đang có tỷ kim xuất hiện ảnh hưởng tới bạn. Và bạn tuổi Dần á, bạn đừng quên rằng tất cả đang hướng đến một cái mục tiêu chung, cho dù mọi người có cách thể hiện như thế nào, riêng biệt như thế nào đi nữa bạn nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, mộc khí vượng nhắc nhở bạn mệnh tuổi Dần nên nghỉ ngơi, chớ làm việc quá sức, nhất là vào buổi chiều là cái thời gian cho cái công việc mua sắm những cái món đồ quan trọng, hoặc dành thời gian cho những cái phút giây lãng mạn bất ngờ cho bạn nhé. Về tuổi Giáp Dần, trong ngày thứ hai này bạn thuộc hành thủy, quá khứ của bạn làm bạn bồn chồn buồn lòng đó. Về tử vi tuổi Bính Dần, bạn thuộc hành hỏa, bạn tìm được người thấu hiểu mình. Về tử vi tuổi Mậu Dần, bạn thuộc hành thổ, bạn đừng gặp ai cũng chú tâm quan tâm nhé. Về tử vi của bạn tuổi Canh Dần, bạn thuộc hành mộc, rắc rối vì đang có cái sự hiểu nhầm ở bạn đó. Về tử vi tuổi Nhâm Dần, bạn thuộc hành kim, bạn quan tâm hơn sức khỏe của mình nhé. Về đánh giá chung của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này á, sự nghiệp của bạn 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Một vài con số may mắn của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này là số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020 nhé. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão, chua chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được ngày có quý nhân phù trợ, bạn tuổi Mão có được cái cảm giác yêu thương, che chở. Đây cũng là cái thời gian để cho bạn tuổi Mão ở bên những người mình yêu thương và bày tỏ những cái cảm xúc của mình, chẳng có gì phải chia giấu với họ cả bạn tuổi Mão nhé. Và bạn tuổi Mão trong ngày này tuyệt đối không nên so sánh cái cuộc sống của mình với bất cứ ai. Mọi người có một cách tư duy và xoay chuyển tình thế với ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh. Bạn đang có cái xu hướng áp đặt suy nghĩ của mình và chỉ làm cho bạn thêm tổn thương mà thôi đó nhé. Đây cũng là cái ngày mà bạn tuổi Mão cần phải có cái sự quyết đoán và vững vàng trong mọi tình huống đó. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có mộc khí đương vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi Mão không được tốt cho lắm. Bạn biểu hiện ra bên ngoài có thể là cảm sốt nhẹ, cho nên bạn có thể chủ quan. Thế nhưng lúc này bạn nên sắp xếp thời gian để đi thăm khám càng sớm càng tốt, để biết được tình hình sức khỏe của mình như thế nào, có bệnh mà chữa đi bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão, bạn thuộc hành thủy, trong ngày thứ hai này tình cảm của bạn có được cái sự hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Mão, bạn thuộc hành hỏa, có người giúp đỡ bạn. Về tử vi tuổi Kỷ Mão, bạn thuộc hành thổ, bạn xây dựng được cái niềm tin mới. Về tử vi tuổi Tân Mão, bạn thuộc hành mộc, chỉ có nói những cái điều nên nói thôi bạn tuổi Tân Mão nhé. Tử vi tuổi Quý Mão, bạn thuộc hành kim, người trong nhà tìm bạn để tâm sự đó. Về đánh giá chung của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn,
Tam hội cục nhắc nhở cho cái vận trình bạn tuổi Thìn, bạn nên dành thêm thời gian cho người thân của mình và hãy nói những cái lời khen ngợi, tán dương nhiều hơn. Và nếu như bạn tuổi Thìn muốn cái mối quan hệ của mình có những cái bước tiến tốt đẹp đó. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, đầu tư sẽ có lợi cho bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay khi mà bạn đang gặp được kiếp tài chiếu mệnh nâng đỡ cho bạn. Khó ai có thể vượt mặt bạn trong cái khoản tiết kiệm tiền bạc. Bạn sẵn lòng chấp nhận những cái khó khăn ở hiện tại để đảm bảo hơn cho một cái tương lai bền vững hơn về sau này đó nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang có cái điềm báo gặp ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy vận trình của bạn cũng có cái rắc rối trong cái chuyện tình cảm. Khi mâu thuẫn xảy ra, bạn đừng có cố chỉ trích hay là soi mói vì muốn làm rõ cái vấn đề này, vấn đề nọ. Bạn tuổi Thìn, bạn nhớ là giữa vợ và chồng hãy cho nhau một chút cái không gian riêng để họ được cảm thấy thoải mái hơn trước khi quay lại cái cuộc sống chung đó bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với tử vi tuổi Giáp Thìn, bạn thuộc hành hỏa, bạn chớ đi quá giới hạn của bản thân mình. Về tử vi tuổi Bính Thìn, bạn thuộc hành thổ, có nhiều cái niềm vui đến với bạn đó. Về tử vi tuổi Mậu Thìn, bạn thuộc hành mộc, bạn nhận được cái sự tôn trọng nhé. Về tử vi tuổi Canh Thìn, bạn thuộc hành kim, tiền bạc của bạn có được cái sự rủng rỉnh. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn, bạn thuộc hành thủy, bạn hãy tìm cái mục đích sống cho mình đó. Đánh giá chung bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, số 3, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Tỵ nhắc nhở bạn, bạn chớ có xem thường cái ngày này bởi bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi gây ra những cái không tốt cho bạn đó. Và bạn tuổi Tỵ nếu không giữ được điềm tĩnh, bạn rất dễ bị chọc tức bởi người có âm mưu xấu muốn thay thế bạn trong một vài cái công việc quan trọng đó bạn tuổi Tỵ nhé. May mắn là trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, bạn nhờ có được thực thần xuất hiện mà ngày hôm nay với bạn tuổi Tỵ, bạn cảm thấy vô cùng là tích cực, vui vẻ. Có lẽ bạn vừa trải qua một cái thời gian khó khăn và đang trong cái giai đoạn phục hồi đó. Vậy thì bạn tuổi Tỵ, bạn hãy tận hưởng những cái phút giây mà mình đang có đi nhé. Tuy nhiên, bạn tuổi Tỵ, bạn nên thận trọng trong khi giao tiếp với những người chỉ có vừa gặp gỡ nhé. Nếu không, mâu thuẫn có thể xảy ra cùng với cái sự hiểu lầm ở bạn đó. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp được ngày Mậu Dần thuộc thổ, mộc thổ tương sinh, cho thấy công việc của bạn tuổi Tỵ đang gặp thuận lợi, tiền bạc được dồi dào và đa số người đang tập trung làm ăn, kinh doanh buôn bán. Thậm chí đối với nhiều người là khó khăn, trở ngại, nhưng đối với bạn tuổi Tỵ thì không phải lo lắng gì nhiều đó bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ, bạn thuộc hành hỏa, trong cái ngày thứ hai này tránh lặp lại cái sự nhàm chán đó. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, bạn thuộc hành thổ, bạn làm việc gì cũng cần rõ ràng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, bạn thuộc hành mộc, bạn hãy thể hiện cái sự tôn trọng người khác. Về tử vi tuổi Tân Tỵ, bạn thuộc hành kim, bạn nên có giới hạn cho chừng mực mọi việc nhé. Về tử vi tuổi Quý Tỵ, bạn thuộc hành thủy, mơ mộng về cái cuộc sống màu hồng đó.
Vậy đánh giá chung của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Vậy con số may mắn của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, số 1, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020 nhé. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày Tam hội cục Dần Ngọ Tuất nâng đỡ cho cái vận trình của bạn. Cho nên bạn tuổi Ngọ có được cảm xúc và những cái điều bất ngờ, ngạc nhiên đến với bạn trong ngày nhé. Ngày này với bạn tuổi Ngọ có lẽ bạn sẽ có cái cơ hội để kết nối với mọi người mà mình yêu thương hoặc là nhân vật mà đã lâu bạn không tương tác nhưng trái tim hẳn vẫn còn nhung nhớ về hòa độ. Trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, thay vì vội vàng, hấp dẫn và lời khuyên cho bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đang có thương quan xuất hiện và bạn phải cẩn trọng và chậm lại, đừng có vội vàng hấp tấp bạn tuổi Ngọ nhé. Đương nhiên á, cái điều này không có nghĩa rằng bạn sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn, rắc rối. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi Ngọ không có cái độ thái độ nghiêm túc ngay từ ban đầu, bạn sẽ dễ rơi vào những cái phiền toái không mong muốn đó. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày ngũ hành tương sinh Dần Ngọ Tuất. Cho nên bạn đang có được cái tín hiệu vui về mặt tiền bạc cho bản mệnh đó. Với những ai đang chăm chỉ làm thêm công việc thứ hai trở lên đó, thì lúc này bạn nhận được cái nguồn tiền dồi dào và không phải lo lắng suy nghĩ cái điều gì quá nhiều bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ, bạn thuộc hành kim, bạn tránh cái sự chê bai người khác. Về tử vi tuổi Bính Ngọ, bạn thuộc hành thủy, bạn đang có cái điềm báo phạm lỗi vì chủ quan. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ, bạn thuộc hành hỏa, bạn đừng có đợi chờ cái sự mong muốn nữa nhé. Về tử vi tuổi Canh Ngọ, bạn thuộc hành thổ, bạn cần phải cố gắng gia tăng tiền bạc. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ, bạn thuộc hành mộc, bạn có được cái niềm vui từ cái mối quan hệ của mình đó. Về đánh giá chung của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, số 7, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Mão. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp được chính tài xuất hiện. Cái điều này mang tới cái nguồn tài lộc cho bạn tuổi Mùi nhé. Bạn tuổi Mùi, sản nghiệp và tài vận, tiền lương có khả năng tăng tín với bạn trong ngày đó. Để có được cái thành quả như hiện tại và không ít con giáp thì bạn tuổi Mùi đã phải đội cái món lợi trước mắt để có được cái bước tiến xa hơn và cái thành quả lớn lao hơn về sau này nữa đó nhá. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi, ngày này bạn lại đang gặp ngày Mậu Dần thuộc thổ, cho nên bạn đang có cái điềm báo mộc thổ xung khắc, sức khỏe của bạn không được ổn định cho lắm và lúc này bạn tuổi Mùi bạn nên dành nhiều thời gian cho cái việc thư giãn, tạm gác công việc lại sang một bên để được nghỉ ngơi và bạn tuổi Mùi bạn có thể vui chơi một chút cho tinh thần được hứng khởi, thoải mái hơn nhé. Và trong cái ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020 dương lịch
tức là ngày 14 tháng 6 năm Canh Tý này. Ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mùng năm 1423, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được cái kết quả như ý muốn bạn tuổi Mùi nhé. Do đó, bạn nên tránh thực hiện những cái công việc quan trọng trong ngày đó. Về tử vi tuổi Ất Mùi, bạn thuộc hành kim, trong ngày này chẳng ai thương mình bằng chính mình đâu đó bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Đinh Mùi, bạn thuộc hành thủy, bạn tránh bàn luận cái việc của người khác. Về tử vi của bạn tuổi Kỷ Mùi, bạn thuộc hành hỏa, bạn hãy độc lập và tự chủ hơn để mạnh mẽ trước sóng gió. Về tử vi tuổi Tân Mùi, bạn thuộc hành thổ, công việc của bạn có phần được thuận lợi. Về tử vi tuổi Quý Mùi, bạn thuộc hành mộc, bạn có được cái sự quyết đoán hơn nọ. Về đánh giá sự nghiệp của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe của bạn 3 sao, tình cảm của bạn 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, số 2, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân thứ hai, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Thân, cái vận trình của bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi, cho nên bạn đang có cái điềm báo mất cân bằng trong cái việc kiểm soát công việc việc tư, làm ảnh hưởng không bình thường của bạn đó nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, bạn nên chú ý tính toán an toàn là trên hết, an toàn trong công việc, trong cái hành động, trong cái lời nói của mình nữa bạn nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, dưới cái sự tác động của thiên quan chiếu mệnh, nên bạn tuổi Thân, bạn đang tiếc một cái chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ mà bạn không bao giờ có thể làm lại được. Đó. Tuy nhiên, thay vì những cái suy nghĩ thiếu thực tế như ở bạn, bạn cần phải tập trung vào cái công việc hiện tại và rút ra cái bài học cho mình từ những cái trải nghiệm đã qua thì hơn bạn tuổi Thân nhé. Và hôm nay cũng là ngày thích hợp để cho bạn hoạt động sáng tạo, mang lại cho bản thân thật nhiều cái niềm vui và tiếng cười với bạn. Đó. Ngũ hành tương khắc dự báo cho cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này phải chi khá chi là nhiều tiền, đó hầu như là những cái việc ngoài dự kiến của bạn. Và hơn nữa, khi đưa ra tiền nhớ cần phải cẩn thận, kẻo bạn lại đưa nhầm tiền, lại tăng thêm cái sự rắc rối cho bản thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân, bạn thuộc hành thủy, ngày thứ hai này bạn đừng có vội khuyên ai đó. Về tử vi tuổi Bính Thân, bạn thuộc hành hỏa, có những cái việc không rõ ràng ở bạn. Về tử vi tuổi Mậu Thân, bạn thuộc hành thổ, bạn lại hãy lắng nghe nhiều hơn. Về tử vi tuổi Canh Thân, bạn thuộc hành mộc, bạn tránh đề cao cái tôi quá nhé. Về tử vi tuổi Nhâm Thân, bạn thuộc hành kim, bạn nên trân trọng cái mối quan hệ tốt đẹp. Về đánh giá bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Dậu thứ hai, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Dậu, nhờ có chính quan giúp sức mà bạn tuổi Dậu có được cái sự tự tin, đặt cái mục tiêu của tập thể lên cao nhất thay vì những cái ham muốn cá nhân ở mình.
Và bạn tuổi Dậu, bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả. Bên cạnh đó, bạn còn nhận được cái sự tin tưởng và tín nhiệm của mọi người, nên mọi việc đều khá chi là suôn sẻ với bạn nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn đang gặp ngày Mậu Dần thuộc thổ, Mộc thổ xung khắc. Cái điều này dự báo cho bạn tuổi Dậu, cái vận trình tình cảm của bạn không được tốt. Bạn và một nửa của mình sẽ xảy ra cái sự xung đột từ những cái việc vặt vãnh đó. Mọi việc hôm nay ăn gì mà hai bạn cũng đôi cua mãi không ngừng. Hai người nên ngồi lại trò chuyện để tìm ra cái sự đồng thuận nhất định trước khi quyết định cái việc gì đó nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, vị trí thai thần nằm ở hướng đông bắc ngoài cửa phòng thai phụ và nhà bếp. Do đó, bạn không nên dịch chuyển các vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo ở các vị trí này, bởi việc làm đó có thể động tới tai thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi nữa đó. Trong cái ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, ngày này là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020 dương lịch, theo âm lịch là ngày 14 tháng 6 năm Canh Tý, và hôm nay là cái ngày Nguyệt Kỵ mùng 5, 14, 23. Đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Nhân gian ta thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được nửa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn bạn tuổi Dậu nhé. Và tử vi tuổi Ất Dậu, bạn thuộc hành thủy, công việc của bạn có phần được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hành hỏa, bạn đang có cái điềm báo, có sự mâu thuẫn. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu, bạn thuộc hành thổ, bạn nên quý trọng những cái điều nhỏ nhoi. Về tử vi tuổi Tân Dậu, bạn thuộc hành mộc, bạn gặp nhiều cái điều rắc rối với mình. Về tử vi tuổi Quý Dậu, bạn thuộc hành kim, bạn có nhiều cái tin vui mới đó. Về đánh giá chung của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này là sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ hai, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Tuất, cái vận trình của bạn đang gặp được thiên tài chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Tuất sẽ có một ngày may mắn về cái vấn đề tài chính. Bạn có thể thắng một phần thưởng nào đó, ký được một cái hợp đồng giá trị hoặc có được cái công việc mà bạn đã chờ mong bấy lâu nay nhé. Và bạn tuổi Tuất đó, bạn hãy đón nhận cái cơ hội đang tới, tuy có chút cái nghi ngờ thì bạn vẫn nên tìm cách xác minh nữa nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày ngũ hành tương sinh Dần Ngọ Tuất, cho nên có những cái sự rắc rối trong cái mối quan hệ của bạn, bạn cũng giải quyết êm xuôi, êm đẹp nhé. Bạn tuổi Tuất, bạn cần hiểu rằng dù có thân thiết với ai đó cũng đừng có dốc sạch lòng mình, dù sao cũng phải có chút cái khoảng cách, nếu không việc bạn quá tin tưởng ai đó cũng có thể sẽ khiến cho bạn dễ phải đối mặt với thất vọng lắm đó. À, trong ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020 dương lịch này, tức là ngày 14 tháng 6 âm lịch, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mùng 5, 14, 23. Đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như mong muốn bạn tuổi Tuất nhé. Và trong ngày 14 âm lịch này, các vị trí nhân thần nằm ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Do đó mà bạn mệnh tuổi Tuất cần phải tránh mọi cái sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ,
châm chích ở cái vị trí này nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hành hỏa, bạn có nhiều trải nghiệm thú vị. Về tử vi tuổi Bính Tuất thuộc hành thổ, bạn có cái cảm giác thân thuộc rồi đó. Về tử vi tuổi Mậu Tuất bạn thuộc hành mộc, bạn tạm quên cái chuyện cũ đi nhé. Về tử vi tuổi Canh Tuất bạn thuộc hành kim, suy nghĩ của bạn hãy tích cực lên nào. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất bạn thuộc hành thủy, bạn đừng có vội đánh giá quá việc làm của người khác nhé. Đánh giá sự nghiệp của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: số 2, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này nhờ lục hợp giúp cho bạn tuổi Hợi có được cái sự lạc quan hơn trong cuộc sống. Dù công việc gì, có cái việc gì xảy ra với bạn đi chăng nữa, bạn vẫn đủ bình tĩnh để xử lý đó nhé. Bạn tuổi Hợi, bạn không ngại ngần nhờ một người khác xuất sắc về cái lĩnh vực đó hỗ trợ cho bạn trong cái tình huống khó khăn đó. Bên cạnh đó, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, bạn gặp được thiên ấn xuất hiện của quý nhân giúp đỡ. Người này có cái sự giúp cho bạn có được cái sự tự tin hơn và quyết đoán hơn trong công việc. Nhiều người còn thể hiện được cái khả năng lãnh đạo của mình và khiến cho người khác trầm trồ ngưỡng mộ nữa đó nhé. Và hôm nay với bạn tuổi Hợi, còn hứa hẹn bạn sẽ có nhiều cái ý tưởng đột phá, chỉ cần có cái thời gian áp dụng và chỉnh sửa nữa là hoàn thiện với bạn thôi đó. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, ngày này là ngày Mậu Dần thuộc hành thổ, thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp rắc rối liên quan tới cái chuyện tiền bạc nhé. Nhưng mà may mắn bạn tìm được cách xử lý phù hợp, nếu phải chịu thiệt thòi một chút nhưng bạn cảm thấy bình an, thêm động lực trong cái cuộc sống thì hãy cứ tiến hành bạn tuổi Hợi nhé. Và đặc biệt trong ngày thứ hai này, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020, tức là ngày 14 tháng 6 năm Canh Tý, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn bạn tuổi Hợi nhé. Vì vậy, trong ngày này, bạn nên tránh làm những cái công việc quan trọng ra đoạn. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hành hỏa, hạnh phúc đong đầy. Về tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc hành thổ, công việc của bạn có phần được thuận lợi. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi, bạn thuộc hành mộc, bạn hãy nhớ về quá khứ. Về tử vi tuổi Tân Hợi, bạn thuộc hành kim, bạn có gặp đôi chút sự cố đó. Về tử vi tuổi Quý Hợi, bạn thuộc hành thủy, bạn được mọi người nể trọng luôn nhé. Về đánh giá chung của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: số 1, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng quên đăng ký ủng hộ chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.